Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krungbúc. Chương trình hôm nay gửi tới những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2022-2024. Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn cầu. Hội Phụ nữ huyện Krungbúc tổ chức tặng quà cho người dân xã Chư Bâng. Hội Phụ nữ huyện Krungbúc tổ chức hội thi dân vũ thể thao trực tuyến. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 11 tháng 5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krungbúc tổ chức Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2022-2024. Nhiệm kỳ 2019-2021, Hội đồng Quân nhân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krungbúc đã tập trung quán triệt và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, phát huy dân chủ của quân nhân và đạt được những kết quả quan trọng trên cả ba lĩnh vực quân sự, chuyên môn, chính trị và kinh tế đời sống. Đã phát huy được trí tuệ tập thể, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng cho cán bộ nhân viên trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết nhất trí cao. Các thành viên trong Hội đồng Quân nhân đã nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban Chỉ huy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trung tâm. Xây dựng tổ chức Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Tại đại hội, các đại biểu tham gia thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế cần khắc phục trong hoạt động của Hội đồng Quân nhân nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới. Tiếp đó, đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng Quân nhân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krungbúc nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phi Tứ, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quân nhân huyện Krungbúc, nhiệm kỳ 2022-2024. Vừa qua, Bảo hiểm xã hội huyện Krungbúc phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức lễ ra quân, hưởng ứng tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Lễ ra quân được các đơn vị bảo hiểm xã hội và bưu điện huyện xây dựng, tổ chức theo hình thức truyền thông lưu động. Hơn 25 đội viên đã tiến hành truyền thông lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy, có gắn pano khẩu hiệu áp phích dọc tuyến quốc lộ 14 và các tuyến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn huyện. Với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa của bạn và gia đình, lễ ra quân năm nay sẽ tập trung truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia. Nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đồng thời, việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng. Lễ ra quân lần này cũng truyền thông đến nhóm người lao động dừng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang bảo lưu thời gian để tư vấn vận động người lao động không nhận bảo hiểm xã hội một lần. Tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có điều kiện để đảm bảo quyền lợi an sinh cho người lao động. Sáng ngày 7 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với các đơn vị thiện nguyện tại tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình triệu phần quà, san sẻ yêu thương và tặng hơn 300 suất quà cho người dân xã Chư Bâng. Tại chương trình triệu phần quà, san sẻ yêu thương vừa được tổ chức, Hội Phụ nữ huyện Krungbúc đã trao tặng 300 suất quà bao gồm tiền mặt, gạo, dầu ăn, nước mắm cùng các loại nhu yếu phẩm khác cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn xã Chư Bâng với tổng trị giá 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị thiện nguyện cũng tặng 200 suất quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 100.000 đồng. Những phần quà yêu thương được trao từ chương trình đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ gia đình cán bộ hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chư Bâng nói riêng và huyện Krungbúc nói chung. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krungbúc tổ chức hội thi dân vũ thể thao trực tuyến trong hệ thống hội với chủ đề Vũ điệu khỏe đẹp. Đây là hội thi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Hưởng ứng hội thi, các cơ sở hội trên địa bàn huyện đã vận động và tổ chức cho chị em tập luyện dân vũ, quay các video clip để tham dự thi.
Mỗi đơn vị tham gia ghi hình tối đa 2 tiết mục, một tiết mục dân vũ thể thao mẫu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cung cấp và một tiết mục tự chọn với thời gian không quá 9 phút. Các tiết mục dân vũ thể thao được thể hiện trên nền nhạc các ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống gia đình, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam. Những video clip dự thi của các đơn vị sẽ được đăng tải trên các trang fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và Trung ương Hội để khán giả bình chọn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện sẽ chọn ra những bài thi xuất sắc để trao giải, đồng thời chọn 2 bài thi xuất sắc nhất để tham dự hội thi cấp tỉnh. Thời gian diễn ra hội thi từ 15 tháng 4 đến 10 tháng 5 năm 2022. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krung Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.